Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ hai ngày 8 tháng 5 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, mấy bữa rày ở bên Việt Nam nóng và nắng lắm. Ở những nơi khác tôi không biết rõ, nhưng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, mấy hôm nay nắng nóng kinh khủng, khô nữa, khí hậu khô rang à. Ở ngoài có nhiều người thử mang cái chảo để trên mặt đường, không có cần gì hết á, đập trứng lên nó cũng chín luôn, nóng tới mức như thế đó. Quả thật là nóng. Cách đây đúng một tuần, thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023, ở tại thành phố New York, nước Mỹ, cũng có một câu chuyện nóng từ đó cho tới hôm nay, nóng lắm. Đó là câu chuyện của một người da màu, anh ấy tên là Jordan Neely. Anh ấy 30 tuổi. Anh ấy không có gia đình, không có người thân. Anh ấy là một người vô gia cư nữa. Anh ấy là một người vô gia cư. Khi còn là vô gia cư cách đây khoảng vài năm, anh ấy quen một họa sĩ, cũng là một họa sĩ vẽ bên đường, tên là anh Moses Harper. Anh mới kể cho anh Moses Harper biết về cuộc đời quá khứ của anh. Gia đình anh mồ côi từ nhỏ, và từ khi mà bà ngoại của anh nuôi anh mất á, thì khi anh đã bắt đầu lớn khôn, đã hai mươi mấy tuổi, thì anh nói rằng anh rất nhớ thương bà ngoại và anh rất là xúc động, và anh coi như là tâm trí không được khỏe mạnh khi bà ngoại anh ấy qua đời. Đó là theo lời kể của ông Moses Harper quen anh Jordan Neely. Số là thứ hai tuần vừa qua, đúng một tuần, anh Jordan Neely vào một toa xe lửa ở Mỹ, họ gọi là subway, tức là chạy dưới đường hầm, và anh ấy la to lắm: "Ôi, tôi đói lắm rồi, tôi sẵn sàng chịu tất cả. Bây giờ tôi chịu không nổi nữa, tôi sẵn sàng đi tù, ở tù cũng sướng nữa. Chứ bây giờ mấy mấy bao nhiêu ngày nay tôi không có gì ăn, tôi không có cái gì ở trong bụng được nữa đó. Tôi chịu không thấu." Anh la lớn lên như điên vậy đó. Nhưng trong tay anh không có súng, không có gì hết. Anh chỉ là một người vô gia cư. Bây giờ anh đói quá, anh chịu không nổi nữa. Đi xin, thì vì anh 30 tuổi là thanh niên, nhiều người cũng hất hủi không cho, nói rằng anh ấy đi kiếm việc làm mà có ăn đi. Nên anh không xin được tiền, không xin được đồ ăn, thì anh ấy nổi quạo lên, vào trong toa xe lửa chạy đường hầm, thì anh la rầm lên như thế. Thì có nhiều người ở trong toa xe lửa họ ngại, ngại là trong quá khứ có những người nổi điên như vậy đó, thì họ làm liều. Nếu họ có vật gì cứng trong tay họ cũng có thể làm liều. Nếu họ có súng ống nữa thì họ làm liều. Nên có những người họ bỏ đi bộ đi ngang qua tàu toa khác. Nhưng mà anh Jordan Neely, thanh niên mà, người da màu, quý khán giả biết rồi, đứng đó la lối om sòm, nhiều người sợ lắm. Rồi nói là: "Chứ tôi sẵn sàng đi tù, ở tù còn sướng hơn nữa." Khi ấy có một hải quân của Mỹ, anh này tên là Penny, anh này mới có hai mươi mấy tuổi thôi, anh đi ra đằng sau và anh cọc cổ anh Jordan Neely. Anh Penny, anh kẹp cổ của anh Jordan Neely đó. Thì theo lời luật sư của anh Penny nói đó, đó là cũng chỉ có muốn ý tốt thôi, không muốn có cái chuyện gì xảy ra ở trên tàu xe lửa này hết, không muốn có án mạng không gì hết. Nhưng khi ấy anh Jordan Neely anh
giãy giụa và anh vật lộn lại với người hải quân đó. Người hải quân có lẽ là mạnh tay cho nên kẹp cổ mạnh, siết cổ lại, hai người vật nhau xuống dưới sàn. Chỉ khoảng 15 phút thôi thưa quý khán giả, thì có những người họ tò mò họ vây quanh thì họ thấy anh Jordan Neely đã tắt thở rồi. Vì có lẽ bàn tay của anh hải quân Penny mạnh tay, siết cổ hay sao, tắt thở luôn anh Jordan Neely. Thế là từ hôm đó tới hôm nay là đúng một tuần, hầu như ngày nào ở tại New York City cũng có những người biểu tình yêu cầu trả mạng sống cho anh Jordan Neely. Mà quý khán giả đã biết rồi, ở bên Mỹ, người da màu mà họ biểu tình thì họ hay kéo cả một nhóm vì họ thương cảm lẫn nhau. Nên những người da màu càng lúc càng đông, nhất là cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật. Họ biểu tình rầm rộ yêu cầu là thành phố New York phải có một biện pháp như thế nào với người hải quân tên là Penny. Họ nói rằng người hải quân ỷ vào sức mạnh của mình đã giết chết một người không có tất sắt trong tay, thì người hải quân này phải đền mạng. Trong khi đó, thị trưởng của New York đó là ông Eric Adams. Ông này trở thành thị trưởng của New York vào năm ngoái, năm 2022. Ông này năm nay là 63 tuổi Mỹ. Ông cũng chính là một người da màu. Thì ông nói rằng để tôi bình tĩnh, tôi xem chuyện gì xảy ra. Thế thì trong Chủ nhật ngày hôm qua là giờ của Việt Nam đó, đó là giờ bên New York City, ông đi tàu xe lửa. Ông đi ông trải nghiệm xem thử là chuyện gì nó như thế nào, có an toàn hay không. Và ông trải nghiệm xong thì ông nói rằng là vấn đề các phương tiện công cộng ở New York như thế là rất tốt. An toàn thì tăng cường thêm cảnh sát để giữ an toàn thôi. Nhưng mà theo ông Eric Adams thì viên hải quân của Mỹ, anh Penny, không có một ý đồ xấu. Chỉ là lỡ tay, không hiểu tại sao sức khỏe của anh Jordan Neely lại mau chóng quỵ ngã và qua đời như thế. Cảnh sát ở tại New York City thì cho rằng đây là một việc homicide, tức là giết người. Nhưng mà có cố ý giết người hay không trong trường hợp này thì nhiều người nghi vấn đó là không có. Tại vì cũng chính anh Penny chỉ có là vật lộn, siết cổ thôi, chứ đâu có dùng vật cứng hoặc là vũ khí gì để anh Jordan Neely qua đời. Nhưng mà bây giờ thưa quý khán giả, từ thứ Hai tới hôm nay, ở New York City rất là nóng. Người dân, nhất là người dân da màu, họ biểu tình, họ rất là đòi hỏi, đòi hỏi công lý cho anh Jordan Neely. Mà công lý đây như thế nào cũng không được rõ ràng. Vì trong quá khứ những người mở ngoặc đóng ngoặc là vô gia cư này, rồi như thế này thế nọ mà nhảy lên toa xe lửa làm ầm lên như thế đó, thì nhiều người cảm thấy phiền toái lắm. Và có lẽ anh Penny, một viên hải quân của Mỹ, chỉ muốn chặn đứng, chỉ muốn chặn đứng việc phiền hà đó mà thôi. Như lời của luật sư của anh nói, anh không muốn gây một sự tổn thương nào cho bất kỳ một người nào. Anh chỉ muốn chặn đứng, nghĩ rằng có thể có một tai họa do chính anh Jordan Neely không bình tĩnh thì gây thương tích cho những người khác. Có thể thôi, nhưng mà tiếc thay, ý tốt của anh đã đưa đến một hậu quả, đó là chết người mà anh không có nghĩ đến. Có lẽ sức khỏe của anh Jordan Neely trong những ngày qua không có thức ăn, thức uống trong người nên yếu kém và chỉ siết cổ một chút xíu 15 phút thôi.
và anh vật lộn chịu không thấu với một hải quân còn đầy đủ sức khỏe như anh Penny, thì anh Jordan Neely bị mất. Thưa quý khán giả, như thế thì New York City không nóng bằng thành phố Hồ Chí Minh về khí hậu, nhưng rất nóng về tình hình xã hội ở nơi đó. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi về vấn đề này, ở Mỹ là một quốc gia tân tiến giàu có, ấy thế mà cũng có những người đói, vô gia cư đói, trợn hai con mắt, xanh lè lên, nổi đóa lên vào trong một toa xe lửa. Nói rằng tôi đói quá rồi, tôi chịu không thấu nữa. Bây giờ đó là tôi đi tù cũng được nữa, miễn sao tôi vô trong tù còn sướng hơn, vô trong tù còn có miếng ăn. Ở nơi nào cũng thế, thưa quý khán thính giả, tay làm hàm nhai. Đồng tiền, đồ ăn, thức uống không thể nào tự nhiên nó rớt từ trên trời xuống, mà là do công sức mồ hôi của con người. Nếu không làm thì không có thức ăn để mà nhai. Nếu chỉ ý vào lòng tốt của người khác hoặc xã hội, thì có khi có những ngày giống như cảnh anh Jordan Neely. Xã hội nhiều người họ nói rằng, ôi anh còn 30 tuổi à, thì sao anh không đi làm đi? Thế thì họ mới hất hủi anh. Anh không có nhận được cái gì hết. Đó là một cảnh đau lòng. Ở bên Việt Nam, tôi tới đây thì nhiều người nói Việt Nam nghèo, đói lắm, đói lắm. Thưa quý khán thính giả, Việt Nam không có cảnh đói như xưa người ta nghĩ nữa. Tôi đi từ Bắc tới Nam, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đi ra ngoài biển những nơi như đảo Phú Quý, Việt Nam không có đói. Bây giờ đó, Việt Nam là tìm ăn ngon mặc đẹp, chứ không phải là tiêu chuẩn ăn no mặc ấm nữa. Việt Nam tiêu chuẩn bây giờ là ăn ngon mặc đẹp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đơn đảng, chính trị đã được ổn định trong nhiều chục năm. Và chính vì sự ổn định chính trị này nên kinh tế ổn định và phát triển. Đây chính là lời cố vấn của cố Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu, cố vấn cho cố Thủ tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt. Nói rằng, Việt Nam hãy nhìn thấy gương Singapore đi, ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Và đó chính là sách lược mà Việt Nam đã đi theo trong mấy chục năm qua. Nên bây giờ Việt Nam phát triển kinh tế, người dân không còn có đói, không cảnh đói mờ hai con mắt. Người dân Việt Nam ở đây bây giờ là tìm cách ăn ngon mặc đẹp. Hiếm thấy có cảnh mà đói ở ngoài lắm. Mà nếu có ai đói ăn xin thì người Việt Nam là người rất là thương người, động lòng trắc ẩn, mời ăn. Tôi thấy có những người, thấy có những em trẻ đó, mà ở ngoặc đóng ngoặc là xin đó, thì họ mời vô, ngồi vào bàn ăn tô phở đàng hoàng. Rồi những vị khách đó trả tiền một cách sòng phẳng. Tôi đã từng thấy những cảnh như thế. Nên Việt Nam may mắn, không phải là giàu có, nhưng Việt Nam có tình người. Không có cảnh mà đói kinh khủng giống như là cảnh ở New York City. Anh Jordan Neely đói quá nổi đóa lên, nhảy vào toa xe lửa la rầm trời như thế, để rồi kết cục là một án mạng thật đau lòng. Cầu mong cho thế giới, tất cả con người đều vượt qua những khó khăn của đói kém. Đó là quyền thật sự, nhân quyền là chỗ đó, là quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, chứ không phải là một số người cứ giả vờ nhân danh nhân quyền, dân chủ, tự do thì đòi lật đổ chế độ, đòi cầm quyền.
gây xáo trộn cho xã hội, làm cho xã hội mất an ninh trật tự, không ổn định được chính trị, không phát triển được kinh tế, thì là một cảnh đau thương còn kinh hoàng hơn là những người mà phải đi ăn xin hàng ngày. Chúng ta thấy cảnh đó đang diễn ra ở tại những quốc gia như Iraq, Syria, Libya, v.v. Cứ nhân danh dân chủ và nhân quyền nhưng cuối cùng thì không được gì hết. Chỉ là những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. Như ở tại Syria, những cô gái trẻ mười mấy, hai mươi mấy tuổi, hàng ngày tương lai của họ chính là tìm những miếng gà chiên mà do chính quân đội Mỹ đã ăn xong thừa thải vất vào trong đống rác, họ bới ra họ ăn lại, thì còn thấy đau khổ như thế nào nữa. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Ở New York City, khí hậu không nóng và khô rang giống như ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tình hình xã hội ở nơi đó rất nóng, nóng hơn nhiều. Chỉ vì câu chuyện của anh Jordan Neely, một người da màu 30 tuổi, không công ăn việc làm, vô gia cư, đói kém tới mức độ nổi đóa lên, vào trong toa xe lửa, hét ầm lên và cuối cùng là một án mạng không ai mong muốn. Ngay chính cả anh hải quân Penny cũng chỉ muốn tìm cách ngăn chặn không có những sự thương tích hoặc ẩu đả gây ra bởi anh Jordan Neely, nghĩ rằng anh này đang nổi cơn điên. Nhưng cũng chính vì lòng trắc ẩn đó của anh đã dẫn đến một tai họa cho bản thân anh. Đó chính là cái chết không may của anh Jordan Neely. Có lẽ vì đói quá, kiệt sức. Và chỉ sau 15 phút vật lộn do kẹp cổ thì đã tử vong. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý khán thính giả trong chương trình sau.